Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ. Giới. Dạ thầy. Chúng này rồi được tái nhàn cảnh và tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn duyên ẩm nơi tâm. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô. Thưa quý tu nữ cùng xong, và bây giờ sẽ đến lượt chúng ta xin pháp cú số 82 chúng tôi rồi thấy anh là chưa thấy ra đây đức Phật đức tuyệt tràng. Bài kinh pháp cú số 82 diễn có chiếc máy không ạ? Alo. Dạ. Xin mời cô. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đảnh lễ Phật Giá. Và chia lễ thượng tọa Minh Hạnh Đức Tăng, kính lễ quý bà quý và kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay không có đại đức Tuệ Nhãn vào, cũng không thấy đại tính à, cho nên là Tuệ Nhãn cũng xin tiên phong à, kể bài kinh pháp cú. Không được. Thanh Á có thể post bài lên dùm tự nhiên đã thấy rồi. Dạ cảm ơn Vinh. Yatha bí ra hát đồ gầm phi rô quýt bát san nô suốt quà ná quýt bát si đàn ti bàn đi tà yatha biraha do gam phi ro vipanno anavi lo evang thammani sutana vipassiti pandita yatha biraha do gam phi ro vipassanno anavilo evang dhammani sutana vipassiddhanti bandhiya. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Yatha biraha do gam phi ro vipassanno anavilo em
dhammani sutvanna vidam tibandita ví như hồ nước sâu thẳm lắng nghe trong suốt chẳng màu bận nhơ lòng người trí giả lặng tờ khi nghe diệu pháp đến bờ như nhiên. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Tệ Yên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ kính mời Xích Rạng Đông. Dạ, kính mời chị. Sa thú gồm tu nữ tuệ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam đức Phật, ân đức Pháp, dạng đức Tăng, lễ thượng tọa minh hạnh của tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn cô cho cái tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc câu pháp cú số 82. Ya tha ra đồ gam phi ro vipassano ana vi lo e quang tham ma ni so ya tha bi ra đồ gam phi ro vipassano ana vi lo ê quang thầm ma ni su tòa na vi pa si đăng ti bằng đi ta ya tha bi ra ha đô gam phi ro vi pa san no a na vi lo ê quang thầm ma ni su tòa na vi pa si đăng ti bằng đi ta như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục cũng vậy nghe chánh pháp người trí của Ngịch Minh Châu. Ya tha bi ra ha đồ gam phi ro vipassano a na vi lo e quang thầm ma ni su tòa ni đằng ti bằng đi ta gia tha bi ra ha đồ gam phi san no a na vi lo e quang tham ma ni su na vi pa si đằng ti bằng đi ta dĩ như hồ nước sâu lắng yên trong suốt chẳng màu bợn nhơ lòng người trí giả lặng tờ nghe diệu pháp bến bờ như nhiên. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Xin kính mời quý vị lên kệ kinh ạ. Con xin xuống mic. Dạ, sa thu lành thầy. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Kính đại lễ tam bảo đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đại lễ đại đức minh hạnh, kính chào cô tu nữ tuệ duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh bài kinh pháp cú số 82. Dạ, kính tuệ duyên cho biết. Ya tha pi ra do gam pi ro vipassano ana evang dhammani sutvana vipassidanti pandita yatha pirahado gampiro vipassano anavilo evang dhammani sutvana vipassidanti pandita yatha pirahado gampiro vipassano anavilo evang dhammani sutvana vipassidanti pandita
Yathapi rahado gampiro vipassano anavilo evang dhammani suttvanam vipassidanti pandita. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng quấy đục cũng vậy nghe chánh pháp người tịnh lạc. Bản dịch của ngài Minh Châu: ví như hồ nước thẳm sâu lắng yên trong suốt chẳng màu bợn nhơ, lòng người trí giả lặng tờ khi nghe diệu pháp bến bờ như nhiên. Bản phổ thơ của ngài Tức. Dạ, Nam Mô Phật Thầy. Dạ, con xin được xin mời mời xin đã. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Nam Mô Sơn Tổ Minh Hạnh. Kính lễ tu nữ Tị Duyên với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú và kính lãnh lễ sư Đại Đức Tị Nhẫn. Và tha ra ha đồ yêu vipassano anavilo evang dhammani suttvana vipassidang ti pandita yatha bira hado gambhiro vipassano anavilo evang dhammani suttvana vipassidang ti pandita. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục cũng dậy nghe chánh pháp người trí hướng tịnh lạc. Đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Và tha bi ra hà đô gam bi ro vipassano anavilo evang dhammani suttvana vipassidang ti pandita. Ví như hồ nước thâm sâu lắng yên trong suốt, lòng người tri giả lặng tờ khi nghe diệu pháp bến bờ như nhiên. Đó là ơn của hòa thượng Giới Đức. Và dạ, con đã kể xong, xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Alo, alo. Dạ, xin vô thường có cày đổi mic mới là được cày được không để vắt thân à? Những mic cho xin vô thường nhé. Alo, xin vô thường. Dạ, con kính đại lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn, là kính cung trình Đại Đức Tuệ Nhẫn kệ cú số 12 ạ. Biết rồi, biết con được, con xin post bài cho. Dạ, Đại Đức Tuệ Nhẫn, thưa Đại Đức có kể được không ạ? Dạ, con kính là cung thỉnh Đại Đức. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo cao. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý Phật tử. Dạ, xin được phép ngâm câu 82 ạ. Yathapira harogam phiro vipassano anavino evang dhammani suttvana vipassidanti panditam yathapi raha roram rom vipassano alavino evang dhammani suttvana vipassidanti panditam yathapi raha dogam phiro vipassano alavino evang dhammani suttvana vipassidanti pandita. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Và một lần nữa con kính lễ cha để tăng và sư sinh xuống mít nhận mít lại cho đúng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thành kính cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Dạ, con Từ Mẫn. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhãn cùng các quý ông bà, cô bác, anh chị em trong đạo tràng. Dạ. Con xin trả bài 82. Con Nam Mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Arahato Parahato Arahato Samma Sambun. Yatha Bira Piro Vipano Anna Vilo Ewang Thamma Nisutona Vipsidati Vipassidang ti Yatha Birahado Gam ti ro Vipassano Vipang Thammani Suktwana Vipassidang ti Yatha Birahado Gam ti ro Vipassano anavilo evang thammani tuana Vipassidanti. Vipassidanti như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí thượng tịnh lạc hòa thượng Thích Minh Châu ví như hồ nước thâm sâu lắng yên trong suốt chẳng màu bận nhơ, lòng người trí giả lặng tờ khi nghe diệu pháp bự như nhiên hòa thượng giới đức. Dạ tha bi ra hô gam ti rô pa sa no em tham ma ni xuất toa na vipassidang vipassidanti đăng ti bằng đi ta và tha bi ra hà đô ti rô ba sa nô Anna Vilo Phật Tham Ma Tua Na Vipassidang Ti Bang Di Ta Yatha Bi Ra Do Gam Ti Ro Asano Anna Vilo Ê quăng thăm ma ni xuất toa na Nguyệt ba si đăng Tị băng đi ta Như hồ nước sâu thẳm Trong sáng không khuấy đục Cũng vậy nghe chánh pháp Người trí hưởng tịch lạc Hòa thượng Thích Minh Châu Vì như hồ lặng yên trong suốt chẳng bận nhơ lòng người trí giả lặng tờ khi nghe diệu pháp bến bờ tự như nhiên hòa thượng giới đức
Dạ, một lần nữa con từ mẫn, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Xin hối vì con thất niệm trong cái lúc con đọc kinh kệ bài mà cái đầu con cứ tưởng Nam Mô Tát Xá, cho nên con đã có cái những gì không đúng mà quý sư tha cho con. Dạ, một Phật con xin xuống mít. Dạ, nhưng mít là cho đạo hữu kế tiếp ạ. Một Phật. Dạ, sa thu lành thầy sĩ thầy. Nam mô Phật Thà Gia, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sáng Khà Gia. Dạ, kính bạch cho Đại Đức Tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần ôn bài, con nói đã sau phần bài thì vì trắng rung không thấy bàn tay nào nữa. Nên con nói sau phần ôn bài, thấy chưa thấy Đại Đức, hôm nay ngày giảng của Đại Đức Minh Mẫn. Mà con cũng chưa thấy Đại Đức Minh Mẫn online vào rung nữa. Chưa thấy online. Dạ, chưa thấy online vào rung. Phát thần là mời xích ràng đông hoan hỷ thầy băng nhé, chờ Đại Đức Minh Mẫn vào. Ok, yeah, xin nhận mic lại cho xin rằng đông. Tưởng ở đây gồm có dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Dục tưởng là sao? Tự nhiên cái lấy muối, lấy đường, lấy alo alo Đại Đức Huy Niệm, không biết Đại Đức có nghe tiếng con nói không nào? À, chắc Đại Đức không nghe sao, không biết chắc. Dạ nghe hả? Hôm nay là phải Đại Đức có điền khuyết cho Đại Đức Minh Mẫn không à? Hay là đấy alo à, đúng rồi à? Thì tốt rồi, vậy con xin được thay mặt đại chúng trong room để thỉnh pháp sư, sau đó cùng thỉnh đại đức giảng bài kinh pháp cú số 83. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc ca giá ngài rời chân sang, thuyết pháp độ hàng đệ tử, có năm chính giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mười năm hạ ra vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lặn rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng chôn đi cầu đồng chí chi vẻ hoàn. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sáng Khà Giá. Thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính cung thiện đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và xuyên sự bài kinh pháp cú số 83. Nam Mô Phật Tha Giá. Dạ con xin được cung thiện đại đức huy niệm ạ.
Dạ, thần kính đảnh lễ Thầy Đức Minh Hạnh, Thầy Đức Đại Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay sư điều thuyết dùm cho Đại Đức Minh Mẫn. Bởi vì chắc Đại Đức có bận công việc gì, và điện thoại báo cho Đại Đức Pháp Tính, sau đó Đại Đức Pháp Tính có điện thoại lại cho sư lúc nãy. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học kệ ngôn Pháp Cú số 83. Và bây giờ thì cũng như mọi khi, trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ Tam Bảo, sau đó mình sẽ học bài ngày hôm nay. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh đẳng giác, lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng, đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân Đức Tăng, truyền thừa và thực hành theo giáo pháp các ngài hoặc còn phàm, ô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Thưa quý vị, trước hết chúng ta học phần từ vựng. Ở đây kệ ngôn Pháp Cú số 83, ở trong bài học này Đức Thế Tôn Ngài đã giảng như sau: Sabbatha ve sapurisa chayanti namakama lapayanti santo sukhe na futta atthava dukhe na na uccha vachang bandita dasayanti. Lần thứ hai, Sabbatha ve sapurisa namakama lapayanti santo sukhe na futta wa dukhe na na uccha vachang bandita dasayanti. Lần cuối cùng, Sabbatha sapurisa chayanti nakamakama lapayanti santo sukhe na futta athava dukhe na na uccha vachang bandita dasayanti. Sabbatha ve sapurisa. Ve là một bất biến từ, có ý nghĩa là thật vậy. Sabbatha, từ này là một trạng từ. Sabbatha có nghĩa là tất cả. Sapurisa, từ này chúng ta cũng gặp rất là nhiều rồi. Từ này là những từ nam tính được chủ các số nhiều. Sapurisa có nghĩa là các bậc thiện nhân, các bậc chân nhân. Chayanti là động từ. Chayanti có nghĩa là từ bỏ. Động từ này ở thì hiện tại ngôi thứ ba số nhiều. Chayanti. Sabbatha ve sapurisa chayanti. Quả vậy, thật vậy. Các bậc thiện nhân từ bỏ mọi dục lạc. Rồi, chúng ta có đoạn thứ hai. Lapayanti santo. Kamakama, nhóm từ này có nghĩa là các dục lạc.
Lapajanti. Lapajanti động từ này có nghĩa là lầm bầm hay là nói ra, lầm bầm hay là hay nói đến. Santa là một tính từ. Ở đây được chia theo chủ cách số nhiều. Cho nên trở thành là Santo. Santo có nghĩa là các hay là các bậc hiền thiện. Kama tí sân tố. Các bậc hiền thiện không có càm ràm, không có cặp sự mong mỏi về các dục. Nghĩa là mình hay kiểu giống như là mình rồi. Chúng ta có đoạn cuối là sukhe na futtha attawa dukhe na na uccha vachang bandita dasayanti. Sukha có nghĩa là an lạc, là hạnh phúc. Đây là danh từ trung tánh. Ở đây được chia theo sử dụng cách số ít, cho nên là sukhe ná có nghĩa là cùng với niềm vui, cùng với sự an lạc. Buddha có nghĩa là đã bị xúc chạm. Rồi, Uccha Vachang. Nhóm này gồm có hai tính từ ghép với nhau. Thứ nhất là từ Uccha. Uccha có nghĩa là cao. Và Avachha có nghĩa là thấp. Uccha Vachang. Uccha Vachang